Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh mình nhé. Cô bé rất là dễ thương.
là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một bạn nhỏ mặc chiếc váy màu đỏ rất là đẹp. Với cách tô màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tô màu lần sau nữa nha. Bye bye.